Đi đi 6 7 7 Đi 4 2 4 5 6 Mình này tiếng rất hay các bạn. Và đặc biệt hơn là nó còn chống cả rú rít nữa các bạn. 1.850.000 bao ship các bạn nhá. Đây, quả Ninh Nguyệt đây. Một thiết bị không thể thiếu trong những bộ dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp, những bộ dàn nghe nhạc. Thì khi các bác sử dụng những con quản lý nguồn như này ấy, nó bảo vệ cái thiết bị của chúng ta khi mà bật tắt nó rất là đơn giản, chỉ cần một thao tác thôi, ấn nút phát là ví dụ như là con đẩy, các bác thấy chưa, em để âm lượng cũng rất là lớn. Đó. Mình tắt qua quản lý nguồn ấy, các bác thấy loa nên nó im thít, nó chẳng có lỗ bùm bùm bụp ra loa gì cả. Nên các bác sử dụng các con quản lý nguồn này, nó tiện cho chúng ta khi tắt mở. Và khi mà có hiện tượng những cái thiết bị khác nó có chập cháy các thứ, nó có automat này, nó sẽ nhảy luôn. Và nó báo luôn điện áp này, nhà mình đang sử dụng này, 226.27V. Thì điện áp này nó báo rất là chuẩn các bác nhé. Nó giúp cho chúng ta sử dụng biết được cái nguồn điện mình đang sử dụng nó có ổn định hay không. Nếu như điện yếu thì mình còn điều chỉnh để làm sao bảo vệ những cái thiết bị âm thanh nhà mình sử dụng. Các bác sử dụng điện yếu quá là cũng hại cho đồ, mà điện khỏe quá cũng hại cho đồ. Đấy, trong phạm vi từ 190-95, thấp nhất là tầm 195 là cũng ok rồi, cứ tầm 200 đổ đến 230-240 là đẹp. Đấy, còn 200-240 là cao. Đây, giờ em bật lên này. Đó. Nó sẽ khởi động từng thiết bị và chúng ta có thể bật tắt theo từng cổng một. Các bác không muốn sử dụng, ví dụ như mình kết nối rất là nhiều thiết bị ở đây nhá, mình không muốn sử dụng cái con nào thì mình có thể tắt luôn ở trên này được. Thấy chưa? 6 7 8 9 10. Không cần phải thò tay về đằng sau hay đằng trước bật tắt những cái thiết bị như vang số hay lọc gì hay cũng đầy. Với mức giá là 1.260.000 các bạn nhé. Theo tháng năm trăng rằm, em đêm tuổi 15, tôi nằm nhớ thương ấm ấm thầm, nhớ như nàng son môi trái tim, tóc thề tay ấm êm, thơm mùi hoa tâm nàng, đôi mắt nhu huyền, cả một trời yêu. Cái mic này, cái tiếng của nó rất là hay, nó trong, chi tiết. Và đặc biệt là khi các bác có hát cao lên chăng nữa cũng không no vỡ tiếng các bác nhé. Đây là một dòng nó chuyên dành cho gọi là sự kiện. Thì các bác biết là những cái đồ sự kiện nó phải đạt tiêu chuẩn, nó phải đủ chất lượng. Cái nhất là sóng, cái thứ hai là về cái chất khi mà ca sĩ người ta ca. Con này nó sử dụng côn lụa nhá, côn neo nhưng mà dòng côn lụa của cái dòng mic dây đa cạc đời cao, nó hay sử dụng cái dòng côn lụa này các bác nhá. Côn này thì ngoài thị trường người ta bán lẻ nó rơi vào tầm 600 đến hơn 600.000 một cái, mà trong khi đấy mình Vũ bán cả bộ mic như thế này. Cả bộ mic đẹp chất như này với cũng mức giá 1.850.000 bao ship các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhé. Clip này thì em xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.